Good morning Holy Spirit, chúc ban phước cho ông bà anh chị em khắp mọi nơi trên nhân gian. Cảm ơn Chúa là Chúa yêu chúng ta vô cùng và Chúa muốn chúng ta biết là Chúa là cha của chúng ta. Mà Chúa là cha của chúng ta là Đức Chúa Trời tạo dựng ở trời và đất. Mọi vật mà chúng ta là ai? Nếu Chúa là vua trời thì chúng ta là ai? Mà Chúa kêu gọi chúng ta là con của Chúa. Chúa là vua, chữ vua lớn. Chúng ta là vua nhỏ, chúng ta là công chúa, hoàng tử, vua nhỏ, đại diện cha trên đất này. Thì chúng ta biết được rằng á, là đất nước Hoàng Anh, Thái tử Chen á, từ nhỏ, khi mà mới đẻ ra là đã chuẩn bị cho Thái tử Chen trở thành vua. Thì sẽ có người dạy Thái tử chuẩn bị tinh thần đi đứng ngồi nói chuyện giống như vị vua vậy. Và đương nhiên những người hầu ở trong nhà hay là những người giúp việc ở trong nhà thì đều thưa Thái tử Chen và nói chuyện với ông ta như là vua. Tới 5 tuổi thì ông ta đã ý thức được mình ăn đi đứng ngồi nói như là một vị vua nhỏ và đã chuẩn bị tư thế, thái độ, tất cả mọi thứ để khi mà bà Lữ Hoàng Anh mà có qua đời thì ông ta sẵn sàng lên ngôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng tới bây giờ thì bà Lữ Hoàng Anh rất là lớn tuổi và cũng mới qua đời đây thôi. Cho nên ông Thái tử Chen đã trở thành vua nhưng mà ông ta đã rất là lớn tuổi. Thì tôi nói một cái ví dụ như vậy cho chúng ta hiểu là có nghĩa là từ nhỏ là con của bà Nữ Hoàng đã được dạy và đào tạo trở thành vua. Cho nên ông ta đi đứng ngồi không giống chúng ta và lúc nào cũng sẵn sàng tư thế lên làm vua. Còn chúng ta là con của Thượng Đế, nhưng chúng ta hồi nào giờ đã được giáo dục dạy dỗ là chúng ta chỉ là tôi tớ, chúng ta chỉ là người hèn, chúng ta chỉ là người không gia chi, chúng ta chỉ là tội nhân. Cho nên chúng ta đã được giáo dục dạy dỗ như vậy, cho nên đó là chúng ta lúc nào cũng tư thế giống như người hầu, giống như người làm, nhưng không phải là con trời và cũng không phải là vua hay hoàng tử gì. Mà khi mà chúng ta được nghe là chúng ta là con của Chúa, là chúng ta là công chúa và hoàng tử và chúng ta là vua nhỏ trên đất này á, và đại diện cha của mình và cai trị tể trị cái thế giới này trong sáng thế ký, Chúa tạo dựng cái trời và đất, sau đó Ngài tạo dựng ra mọi thứ, chim trời và mọi thứ ở dưới biển và mọi côn trùng ở trên mặt đất, và Ngài đã trao cho ông bà Adam. Thì ông bà Adam trở nên người cai trị cái thế giới này cho Chúa. Thì ngày hôm nay chúng ta là em của Đức Chúa Giêsu, chúng ta là con của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng trở nên người cai trị cái thế giới này cho Chúa. Nhưng hồi nào giờ chúng ta không được dạy, hồi nào giờ chúng ta chỉ được dạy là chúng ta là tội nhân, chúng ta chỉ là tôi tớ, chúng ta chỉ là người hèn không làm được gì cả. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng các ngươi sẽ làm được hơn những gì ta làm. Đó, cho nên nhận biết mình là ai thật sự nó rất là quan trọng vô cùng trong đời sống. Nếu chúng ta không có biết chúng ta là ai thì sự thật chúng ta không đi đâu cả. Chúng ta biết được rằng nếu ra một trận chiến, ra ngoài chiến trường mà chúng ta không biết bắn ai, và chúng ta cũng không biết súng đạn lên như thế nào, và chúng ta cũng không biết là mục đích chúng ta ở ngoài đây để làm gì, thì đương nhiên chúng ta chết chắc. Chúng ta sẽ bị người dân bên kia giết chúng ta là cái chắc chắn rồi. Và đương nhiên chúng ta sẽ không đánh được ai cả, vì chúng ta biết đánh ai đâu, súng đạn chúng ta còn không biết lên nữa, chúng ta đánh như thế nào. Cho nên Chúa kêu gọi mỗi một người chúng ta là con của Chúa, mà là đứng tể trị mọi thứ trên đất này cho Ngài. Nếu chúng ta không tin mình là con của Chúa và mình là người cai trị thống trị mọi thứ trên đất này, và mình là người có cái tâm trí của Đức Giêsu và thân thể mình là đền thờ của Chúa, nếu mình không tin điều này thì sự thật ông bà anh chị em và cá nhân tôi, chúng ta không đi đâu cả. Chúng ta chỉ đi vòng vòng giống như chiếc xe đạp ở trong phòng chiêm, nó đạp cả ngày nhưng không đi đâu cả. Cũng giống như bên nước ngoài nó có cái rocking chair đó, chúng ta ngồi chúng ta cứ lắc 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 miết mà chúng ta không đi đâu hết. Một đời sống tin kính Chúa, một đời sống nhận biết Chúa là một cái đời sống tuyệt vời. Khi chúng ta ý thức được rằng chúng ta là ai thì chúng ta sẽ trở nên người tuyệt vời. Một câu hỏi để mà ông bà anh chị em suy nghĩ,
là tại sao ở trong rừng con sư tử nó là vua ở trong rừng, ở trên trời thì con chim đại bàng nó là vua, tại sao mà con sư tử nó lại trở thành vua ở trong rừng sâu? Con sư tử nó phải là to nhất không? Không phải. Con hà mã nó to gấp 10 lần. Con sư tử có phải mạnh nhất không? Không. Con voi một cái đạp của nó thôi là chết con sư tử ngay. Vậy con sư tử phải là khôn nhất không? Không. Con chó hay là con khỉ nó khôn hơn con sư tử nhiều. Vậy thì nó có phải cao nhất không? Không, con hươu cao cổ nó cao hơn nó nhiều lần. Vậy thì nó có phải khỏe nhất không? Nó cũng không phải khỏe nhất. Vậy nó có phải nhanh nhất không? Nó cũng không phải nhanh nhất. Không phải thông minh nhất. Không phải khỏe nhất. Không phải to nhất. Nhưng nó vẫn là vua ở trong rừng. Tại sao thế? Điều gì mà giúp nó trở thành vua ở trong rừng sâu? Thì có một điều duy nhất thôi. Nó không có hơn các con khác, nhưng nó chỉ hơn các con khác một điều thôi, là cái niềm tin và sự suy nghĩ. Vì khi nó nhìn thấy tất cả con khác ở trong rừng, thì ở trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ thôi và có một niềm tin thôi. Và nó tin rằng nó là vua. Và nó tin rằng tất cả những con mồi khác chỉ là con mồi thức ăn trưa của nó mà thôi. Dù con voi to khổng lồ đó thì cũng là thức ăn trưa của nó. Dù con hươu cao cổ cao nhiều lần cũng nhiều lần hơn nó cũng là thức ăn trưa của nó. Tất cả con thú trong rừng đều là món ăn khoái khẩu của nó mà thôi. Lý do đó, niềm tin đó đã giúp đỡ nó trở thành vua ở trong rừng sâu. Bởi vì nó gặp con nào chăng nữa thì cũng là đồ ăn của nó sẽ tấn công các con đó. Và các con khác thì có một niềm tin khác là tức là sợ con sư tử. Cho nên con nào gặp nó cũng phải sợ nó hết. Khi chúng ta tin sai thì chúng ta sẽ hành động sai. Nếu con voi nó biết rằng á là nó có sức mạnh, chỉ cần một cái đạp của nó thôi là con sư tử phải chết, thì nó đâu có chạy, nó đâu có nhìn thấy con sư tử nào, nó phải là ăn thịt con sư tử mới đúng chứ. Nhưng ngược lại cái niềm tin của nó không phải như vậy. Và ngược lại cái niềm tin của con sư tử mà khi gặp con voi thì nó nhìn con voi là thức ăn của nó mà thôi. Dù mày to chăng nữa mày cũng là thức ăn của tao. Cho nên lý do đó nó sẽ trở thành vua ở trong rừng sâu. Và con sư tử nó không bao giờ đi một mình. Và khi mà nó nhìn thấy một đàn voi hay là một đàn con thú khác thì nó sẽ kêu gọi sư tử của nó tới. Một bầy sư tử của nó tới. Bởi vì sao vậy? Tại vì khi ra đánh trận thì phải cần những người dũng sĩ, phải cần những người có cái đầu giống như là mình có. Tại sao con sư tử nó không có kêu con chó? Tại sao sư tử nó không có kêu con mèo? Tại sao sư tử nó không có kêu con dê mà nó lại kêu sư tử? Tại vì tất cả sư tử đều là có một tầm nhìn giống nhau, là tin là mình là vua, mình là trùm rồi, mình là số một rồi. Cho nên khi ra đánh các loại trận chúng ta rất là cần có cái đầu của con sư tử và niềm tin giống như vậy. Nhưng chúng ta biết rằng nếu một bầy chiên mà có con sư tử cầm đầu hướng dẫn á, lãnh đạo á, là con sư tử. Và một bầy sư tử mà có con chiên nó lãnh đạo thì chúng ta biết được rằng hai bầy này á là bầy nào thắng. Bầy chiên mà có con sư tử lãnh đạo thì sẽ thắng bầy sư tử mà có con chiên lãnh đạo. Cho nên chúng ta biết được cái người lãnh đạo rất quan trọng vô cùng, dù cái bầy chiên nó ngu, nó dại, nó khờ, không có một cái con nào trên trần gian mà phải cần con khác dắt mình, chỉ có mỗi duy nhất con chiên thôi.
Con chiên là nó cần bất cứ con nào cũng có thể lãnh đạo được nó, bất cứ con nào cũng có thể hướng dẫn được nó, bất cứ con nào cũng có thể lèo lái nó được. Vì nó dại khờ vô cùng, nó không có biết mình phải đi đâu, nó cũng không có biết mình phải ngủ chỗ nào, nó cũng không biết mình uống nước ở đâu, nó cũng không biết mình ăn như thế nào, nó không biết đi về chuồng của nó. Và tất cả con nào cũng có thể dắt được con chiên hết. Mà sao Chúa lại ví chúng ta là con chiên? Bởi vì chúng ta ai cũng theo được, cái gì cũng bắt chước được. Và rất là dễ mà cho chúng ta tin đi vô cái con đường khác. Chúng ta không muốn tin Thượng Đế là Đức Chúa Trời tạo dựng cái trời và đất, nhưng chúng ta theo bất cứ thần nào. Đó, con chiên nó theo bất cứ cái con nào hướng dẫn lãnh đạo nó, con nào dạy nó cũng theo hết. Chú ví chúng ta là con chiên. Đó là không tốt á. Cho nên Chúa ví chính Chúa Giêsu sẽ phải là người chiên để dắt chúng ta. Nhưng mắt chúng ta có nhìn vào Đức Chúa Giêsu không? Chúng ta có tin vào Đức Chúa Giêsu không? Chúng ta có đọc lời Chúa Giêsu không? Và chúng ta có làm theo Đức Chúa Giêsu không? Hay là chúng ta lại đọc tất cả mọi thứ theo thần khác? Cho nên cái người lãnh đạo lúc quan trọng vô cùng là quan trọng. Nếu cái người lãnh đạo một bầy chiên khờ dại đó là con sư tử thì nó bầy chiên đó nó sẽ luôn luôn thắng trận. Nếu bầy sư tử mà có người lãnh đạo như là con chiên thì bầy sư tử đó nó sẽ chết mất hư không. Thì chúng ta biết được người lãnh đạo rất là quan trọng vô cùng, dù bầy chiên có khờ như thế nào nhưng có người lãnh đạo tốt như con sư tử thì bầy chiên luôn luôn thắng trận. Chúng ta biết được rằng con sư tử nó không bao giờ nhìn vô những gì mắt thấy tai nghe, nó không bao giờ nhìn vô con voi khổng lồ như thế nào, con hươu cao cổ nó cao như thế nào và con hạ mã nó bự như thế nào, nó không bao giờ nhìn vô những gì mắt nó thấy, và nó chỉ nhìn vô những gì không thấy là niềm tin của nó, đức tin của nó mà thôi. Nó chỉ nhìn vô tất cả những thứ này chỉ là đồ ăn cho ta mà thôi, cho nên nó đã trở nên vua là như thế. Cho nên người lãnh đạo tài giỏi là người lãnh đạo không bao giờ nhìn vô những gì mắt thấy tai nghe, nhưng phải nhìn vô khả năng của một con người, tin vô khả năng của một con người và tin vô thánh linh ở trong một con người đó. Tại vì khi có một người tới nói với tôi về con của cô ta là lười biếng hay là tiêu cực hay là nhút nhát hay là con cô ta chẳng ra trò gì hết, toàn là làm cho cô ta và gia đình mất mặt mà thôi. Khi người đó nói với tôi như vậy thì tôi nhìn vô cái người con trai đó, tôi không nhìn vào và không nghe những gì mẹ người ấy nói. Và tôi nhìn vào trong tấm lòng của người con trai này thì tôi nhìn thấy Chúa Thánh Linh ở trong thân thể của người em này. Thân thể của em này là đền thờ, là nơi cư ngụ của Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ khiến cho em này trở thành hữu ích cho công việc nhà Chúa, mà kể cả xã hội từ bỏ em này, Chúa cũng không bao giờ bỏ em này đâu. Cho nên tôi nhìn thấy điều tích cực ở nơi em này, nhưng gia đình hay những người xung quanh thì nói tiêu cực và than nhiều điều về em này và nghĩ rằng không còn hy vọng gì. Nhưng khi tôi nhìn vô em này thì tôi nhìn thấy tràn trề hy vọng. Tôi nhìn thấy những gì tuyệt vời ở trong em này. Một người lãnh đạo tài giỏi là luôn nhìn vô bề trong của một con người, đừng nhìn vào bề ngoài. Bởi vì khi nhìn vô bề ngoài thì chỉ nhìn thấy những gì tiêu cực và nhìn thấy những gì mắt không muốn thấy và tai không muốn nghe. Nhưng nhìn vô bề trong của một con người thì phải tin vô đấng tạo hóa, là đấng tạo dựng ra con người đó tuyệt vời như thế nào, vĩ đại như thế nào. Ngài không bao giờ tạo dựng ra những gì phế thải hay vô dụng. Chúng ta biết được cuộc đời anh Nick Fosick không có chân tay, nhưng tại sao cớ gì anh ta trở thành nổi tiếng của thế giới ngày hôm nay? Anh ta nói rằng chính Đức Chúa Trời là chân tay của tôi,
Và mọi người không nhìn thấy tôi có chân tay. Mọi người nhìn thấy tôi không có chân tay, nhưng tôi thì không có nhìn thấy tôi không có chân tay. Bí quyết thành công của anh đó là niềm tin. Mọi người nhìn thấy những gì tiêu cực nhưng anh ta không nhìn thấy tiêu cực. Và đương nhiên phần của mình làm. Anh đó nói rằng một lần không được thì 100 lần, 100 lần không được thì 1.000 lần, và 1.000 lần không được thì 10.000 lần sẽ phải được thôi. Có nghĩa là không bỏ cuộc. Tinh thần không bỏ cuộc, quyết liệt, mọi sự cũng thành. Vì chúng ta không cậy sức chúng ta, nhưng chúng ta cậy ơn trên thì không có gì không thành. Tôi có được một gia đình ngày hôm nay, tôi có được tất cả những thứ xung quanh tôi, đều tôi không bao giờ nhìn và tin vô khả năng mình. Tất cả tôi đều cậy ơn Chúa. Và khi tôi ngẩng lên bầu trời, tôi nhìn thấy sáng tạo của Đức Chúa Trời tạo dựng trời và đất. Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, mây, bão, gió, nước. Chúa là Đức Chúa Trời tạo dựng ra những thứ kỳ diệu đó. Mà chúng ta lại thuộc về con của Ngài nữa. Ngài không bao giờ tạo dựng những gì không tốt hay dở. Bởi vì chúng ta là sản phẩm của Ngài mà. Chúng ta có biết rằng đồ hiệu khác đồ thường cái gì không? Các đồ hiệu chẳng hạn như Chanel, Gucci hay là Versace hay là LV, nó phải bảo vệ cái tên của nó. Cho nên những sản phẩm nó tạo dựng ra là đều là phải xuất sắc. Đương nhiên trả tiền thì thật là mắc tiền vô cùng, nhưng mà đồ mà nó tạo ra đều là xuất sắc. Vì cớ gì? Vì cớ cái tên thương hiệu của nó. Cho nên những đồ gì không tốt thì nó sẽ không có làm. Bởi vì sẽ mất uy tín, mất thương hiệu, mất tên. Cho nên chúng ta là vật thọ tạo, Chúa tạo dựng cho chúng ta. Mà chúng ta ngẩng lên bầu trời nhìn thấy những Ngài tạo dựng ra mọi thứ tuyệt vời như vậy, mà chúng ta là con của Chúa nữa, thì chúng ta nghĩ coi là chúng ta là quan trọng như thế nào, báu vật như thế nào, quý báu như thế nào. Chúng ta có đắt hàng giống như đồ hiệu không, hay là chúng ta hơn cả đồ hiệu? Bởi vì chúng ta biết rằng một cái túi Chanel cũng có thể họ làm ra mấy chục túi cho cả thế giới này, đó là đặc biệt lắm rồi đó. Nhưng chúng ta chỉ có một chúng ta mà thôi. Thậm chí cái vân tay chúng ta cũng không ai giống chúng ta hết. Chúa tạo dựng ra chỉ có một mình tôi thôi, một mình ông bà anh chị em thôi. Thậm chí sinh đôi cũng không thể nào giống nhau y hệt được. Ông bà anh chị em thấy tuyệt vời không? Chúa của chúng ta là tuyệt vời như thế đó. Và chúng ta là sản phẩm của Chúa, chúng ta là thương hiệu của Chúa, chúng ta là con của Chúa, chúng ta là người đại diện Chúa. Thì để chúng ta trở thành sứ giả nước trời, công nhân nước trời. Chúa kêu gọi chúng ta là sự sáng của trần gian, muối của đất. Cho nên chúng ta hãy ngẩng đầu lên. Chúng ta không phải là tôi mọi, chúng ta cũng không phải là cái đồ phế thải, mà chúng ta là hàng hiệu, hàng độc quyền, đồ cổ. Khi mà chúng ta biết được rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời, Ngài yêu chúng ta vô cùng. Và Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta là vua nhỏ ở trên trần gian này. Bởi vì tất cả tài sản trên trần gian này đều là Chúa tạo dựng ra cho chúng ta mà. Chúa muốn có một thiên đàng ngay trên đất này cho mỗi người chúng ta mà. Mà ai sẽ thành lập cái vương quốc thiên đàng ngay ở trên trần gian này cho Abba của chúng ta? Chính là con của Ngài. Chính là con của Ngài sẽ thành lập thiên đàng ở trên đất này cho cái thế giới này, cho cái thế hệ sau này, gọi là công nhân nước trời trên đất này. Chúng ta là đại gia đình cơ đốc nhân, chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta biết được lẽ thật này, chúng ta sống một đời sống thỏa lòng, chúng ta sống một đời sống chúng ta ngẩng mặt lên tự tin, và chúng ta cảm tạ Chúa, Ngài là tất cả.
và Ngài là nguồn chu cấp cho đời sống mỗi người chúng ta. Amen. Nguyện sự bình an của Đức Chúa Trời luôn thăm viếng và ở cùng ông bà anh chị em. Và khi chúng ta biết được lẽ thật này thì chúng ta sống thỏa lòng lắm ông bà anh chị em ạ. Chúng ta biết rằng chúng ta không có cần người đời khen chúng ta là chúng ta là ai, nhưng mà chúng ta biết được chúng ta là ai mới là điều quan trọng. Chúng ta là con của Thượng Đế, là công chúa và hoàng tử, đại diện vương quốc của Chúa trên đất này, và đương nhiên mang cái thế giới thiên đàng xuống trái đất này, ở đất như trời. Nhớ như bài cầu nguyện chung đó bạn chị em, để cho cả thế giới này nhận biết và thấy được rằng chúng ta là con của Chúa. Chúng ta sống như thế nào đẹp lòng Chúa và đẹp lòng con người trên trần gian này, để quy sự vinh hiển cho Ngài. Chúa ban phước cho ông bà anh chị em ở khắp mọi nơi. Chúa yêu ông bà anh chị em rất nhiều. Bởi cớ đó mà chúng ta có mùa thương khó, mùa phục sinh này. Chúa đã sai con một chết cho nhân loài, đó là kỷ niệm lại cho mỗi người chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Chúa yêu chúng ta như thế nào. Amen. Chúa ban phước cho ông bà anh chị em khắp mọi nơi trên thế giới. Và nguyện sự bình an của Chúa luôn ở cùng với ông bà anh chị em. Amen. Tạ ơn Chúa, mọi sự vinh hiển đều quy về Đức Chúa Trời chúng ta. Amen. Amen.